Song Hye Kyo vừa công khai tình yêu mới liền bị thay thế trong The Glory, địa vị ngọc nữ còn đâu. Là ngôi sao được nhiều nhà làm phim và nhãn hàng cao cấp ưa chuộng, nữ minh tinh Song Hye Kyo dường như chưa từng một lần thất sủng trên con đường danh tiếng của mình. Điều đáng nói, dù ở tuổi ngoài 20, ngoài 30 hay ngoài 40, sức hút của Song Hye Kyo vẫn nóng bỏng tay, tới mức nhất cử nhất động của người đẹp họ Song cũng có thể trở thành một chủ đề hot trên truyền thông và mạng xã hội. Đặc biệt mới đây, Song Hye Kyo vừa cùng đàn chị thân thiết Kim Hee-soo có chuyến du lịch dã ngoại ở làng chài ven biển Nongbo-dam-gyu thuộc thành phố Donghae, tỉnh Gangwon, phía đông bắc Hàn Quốc. Chuyến đi mang tính chất riêng tư của hai ngọc nữ màn ảnh xứ sở Kim Chi tận hưởng cảnh biển vào mùa thu. Hye Kyo không ngần ngại gọi Kim Hee-soo là chị gái của tôi và thân thiết với đàn chị trong suốt chuyến đi. Hai người cũng thay nhau làm phó nháy ghi lại ảnh đẹp trên bãi biển. Mỹ nữ họ Song còn mang theo chú cún cưng Ruby và dắt đi dạo trên bãi biển. Hai nữ nghệ sĩ tham quan những con dốc, check-in đường ray của chuyến xe lửa ven biển, chụp ảnh ngọn hải đăng nổi tiếng, nghỉ đêm trong làng chài. Qua loạt ảnh được đăng tải, khán giả phát hiện rằng Song Hye Kyo qua ống kính của chị đại K-pop Kim Hee-soo dường như cao ráo hơn hẳn chiều cao thực ở ngoài đời. Được biết, Kim Hee-soo khi chụp ảnh cho Song Hye Kyo đã lựa chọn góc chụp rất khéo léo. Đàn chị hạ thấp máy ảnh và hướng ống kính lên trên để ăn gian chiều cao cho mỹ nhân họ Song. Thế mới thấy Song Hye Kyo được đàn chị yêu mến nhiều như thế nào. Trên các diễn đàn mê phim Hàn, khán giả tỏ ra rất thích thú trước những tương tác đáng yêu hiếm thấy giữa Song Hye Kyo với chị đại K-pop Kim Hee-soo. Hóa ra trong showbiz Sobo vẫn tồn tại những tình bạn đáng yêu và chân thành đến như vậy. Trái ngược hiện tại, những hình ảnh trong quá khứ của nữ diễn viên thuở mới vào nghề bất ngờ bị đào lại khiến ai nấy đều sốc nặng. Trong loạt hình này, nữ diễn viên The Glory lộ rõ vẻ trẻ trung ngây thơ, thế nhưng phong cách trang điểm lại khiến cô trông già đi rất nhiều. Không thiếu khoảnh khắc khiến cô trở nên lố mà bất cứ ai giờ đây khi nhìn lại cũng phải giật mình, thậm chí phì cười. Tuy nhiên, màn trang điểm quá lố này cũng không phải là chủ đích của Song Hye Kyo, khi thời điểm đó đây mới là phong cách trang điểm được ưa chuộng. Loạt hình cũng cho thấy nhan sắc xinh đẹp tươi trẻ, căng tràn sức sống của nữ diễn viên The Glory ở thời điểm mới vào nghề. Sau khi ly hôn Song Song Ki, Song Hye Kyo phải mất vài năm mới chính thức có màn trở lại màn ảnh nhỏ. Sau khi tái xuất, nữ diễn viên còn vướng hoài nghi về khả năng diễn xuất. Tuy nhiên mới đây với bộ phim The Glory, Song Hye Kyo đã chứng minh được tài năng cũng như phong độ minh tinh của mình trên màn ảnh, vẫn là ngôi sao sáng của màn ảnh Hàn Quốc. Mức độ xuất sắc của The Glory cũng như Song Hye Kyo sau khi trở thành thị hậu Big Sang 2023 có tầm ảnh hưởng khủng đến nỗi gần đây còn xuất hiện tin đồn các nhà sản xuất Hoa ngữ đang ấp ủ ý định chuyển thể tác phẩm này. Theo truyền thông Trung Quốc, TVB đang ủ mưu sản xuất The Glory của riêng mình và đã chốt cả dàn diễn viên chính. Theo đó, nữ diễn viên vào vai chính thay cho Song Hye Kyo trong phiên bản này sẽ là chị đại đình đám Dương Di, Dương Thiến Nghiêu. Đây sẽ là vai diễn đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của Dương Di sau 6 năm kể từ câu chuyện khởi nghiệp lên sóng. TVB cũng cho biết vai nữ chính này được đạo diễn và biên kịch Donny đóng dài cho Dương Di. Xét về kinh nghiệm, Dương Di đã có nhiều lần đóng các phim về đề tài tranh đấu nữ quyền, thủ vai các nhân vật nữ quyền lực thông minh. Những siêu phẩm như Sóng Gió Gia Tộc, Cung Tâm Kế chính là minh chứng cho năng lực của đại hoa đám TVB. Thế nhưng nếu so về nhan sắc, Dương Di rõ ràng lép vế hẳn so với Song Hye Kyo. Ở tuổi U50, Dương Di lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, dẫn đến việc hạn chế khi hóa thân thành đa dạng kiểu vai trong phim. Vì vậy, việc lựa chọn Dương Di cho The Glory bản Hoa ngữ cũng khiến khán giả lo ngại. Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả cho rằng không nên quá kỳ vọng đối với bộ phim do TVB chuyển thể. Lý do là bởi các phim chuyển thể thường không giữ trọn vẹn nguyên chất lượng như phiên bản gốc, lại gặp hạn chế trong khâu lựa chọn diễn viên.